mày thích nói nhiều không? Sao? Bạn sao? Mày thích nói nhiều không? Sao? Thích nói nhiều không? Hả? Thích nói nhiều không? Mày thích nói nhiều không? Thích nói nhiều à? Mẹ mày thích nói nhiều à? Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Thích nói nhiều hả? Nói đi. Mày thích nói hả? Mày thích à? Mày thích à? Mày tao không làm được mày à? Mày tao không làm được mày hả? Mày tao không làm được mày hả? Mày cút đi về đi, cút đi về nhà mẹ đi, đừng có ở đây nữa. Dạ không ấy dạ. Cút đi về đi. Dạ. Dạ mang mày. Cút đi về bà đi. Không có cháu bà coi coi không anh. Cút đi mày thích mày vẫn ăn á, mày muốn mày ăn á, mày mang mày cho mày. Coi xem cháu mà coi sao mới lên. Đến đây cô. Bảo về không về. Mà không có vậy lắm này. Đến đây mà lắm mất vậy ta. Sao? Bảo về đi, về nhà bà đi, về đi. Về đi, về đi, về đi, về đó. Bảo về đi. Con ở đây làm gì? Về. Mày mất mà con mày. Nè con. Xây bị năng này. Con tụi tăng này ai mà quay à đâu, mà quay. Con lên. Kể cả hai con cùng bốc cân mẹ mà nhá. Mẹ luôn. Đó đi. Sao? Tẩm Dạ ơi, đang tẩm cho mẹ báo không qua. Để nó mất mình tẩm nó mày rồi. Ấy nhận Phật ấy lây tẩm dọc. Làm còn nói nhiều đến bà nội đấy. Ôi, tao nói ra rồi. Làm ra nhá. Bà nội ốp ác quá nhỉ. Vài tháng đấy nhỉ. Có thấy bà nội ác không? Ác quá nhỉ. Mày đấy rồi ạ. Ác mà tính năng mảnh. Mẹ đây, đừng có yêu bà nội nhá. Nhớ chưa? Đừng yêu bà đâu. Mày đâu mà. Mà thăm cái mày nóng à. Nè này, bắt chết cho mày chết mình nướng à? Đi mà buộc nhá. Mà nó mình dọa nhá. Ai nhận lây. Để mang mày cò. Buộc vào. Tầm ra nó quay mù. Nói ai? Có mắt à? Có mày, không có mày. Bà nói này. Không bà nói ai hả? Bà thích ma. Bà thích ma. Nói ai? Bà thích ma. Nói ai? Mày. Tại bà xả mày cất tập đây à? Ngươi ra. มันทึกมามันทึกมาโอ้ไม่ฮะอดทึกก่อนขอแล้วtự làm đi giặt quần áo đây tự làm nhé ngoại mày làm nhé ha đi giặt quần áo cho ba đây đây mà nó con lấy ở đâu dây vậy đấy con phụ à? Ăn cơm nhé. Con uống không? Uống không? Uống đi, uống nhá, uống nói nhá. Không phải nhìn, không phải nhìn đâu là cứ đằng này. Làm việc mình thì làm, không phải nhìn nhá. Nhưng mà ai tôi ra, chúng mình láng phải ra mà. Sợ lắm, sợ bà lắm á. Để chúng mình láng phải ra. Sợ cực kỳ luôn. Sợ cực kỳ luôn mình ạ. Bà chửi nhiều thì bà cút đi về. Cút đi về luôn. Chúng mình ai tôi ra, mang gì? Tí con không giặt cả áo cho. Chúng mình láng hết vàng. Ở gì bà? Bà thấy sợ tí nào luôn. Sợ tí nào luôn. Chúng mình láng hết vàng. Chúng mình ai cho giang vào. Nói gì? Chúng mình láng hết vàng. Cút đi về nhà bà đi. Rồi là mình có cái này rồi. Cút đi về luôn đi. Mình nóng lửa rồi chứ mày ai tôi lấy đàng để ăn chúng mày. Đi về luôn. Không cần bà. Nhưng mà ai lấy cái nào ăn gì? Không cần bà nhỉ, đúng nhỉ? Làm thì làm, phải nhìn. Ngắn gì? Mày thích nói nhiều không? Sao? Bạn sao? Mày thích nói nhiều không? Sao? Thích nói nhiều không? Thích nói nhiều không? Mẹ thích nói nhiều không? Thích nói nhiều à? Mẹ mà thích nói nhiều à? Làm đi. Làm đi. Mẹ mà làm đi à? Làm đi. Thích nói nhiều hả? Giỏi lắm. Làm đi. Mày còn thích nói hả? Nói đi. Nói mà nói đi. Mày thích nói hả? Con dựa nó chạy này. Mày chờ chơi. Mày chờ chơi mày buồn mày chờ hả? Mày chờ chơi. Mày đi. Mày lại ở nhau môi buồn này đi. Mày buồn mày chờ hả? Mày buồn mày chờ. Mày buồn mày chờ. Mày buồn mày chờ. Mày buồn mày chờ hả? Xây bên năng này con chụp trắng này ai mà quay vậy rồi mà quay giỏi nó mà quay xây bên này ôi ơi về ba cho mẹ mày chết cho mẹ mày tay đi cun nhung cun quá. Mày đợi đi nha. Hả? Làm cho rồi. Mỗi là lần mai à bóp giả mai à bóp giả. Giả này giả ai cạo. Làm cho. Hả? Về đây. Đấy bà hỏi. Về đây bà hỏi nào, về đây bà hỏi nào. À? Hả? Cái chuyện nào? Có. Cái từ nào nhỉ? Sao? Cái từ nào? Mình thích sao mẹ mày à? Cái mẹ nói làm sao mẹ đứa này à? Mẹ ác lắm. Mẹ ác tôi mẹ nói làm sao rồi thử mẹ. Mẹ ác đánh bà này, bốn hết này. Này. Nói làm sao tôi hứa cho mẹ nè. Này. Muốn lần đến đây mẹ cháu đánh bà này. Mà cô đi bên nào? Cô đi đâu? Cô đi bên nào bà nha đi. Cô ở đây. Ở đây đâu, chuyện này chú ta ở đấy. Con chú cho ở với kẻ chú. Chú phải yêu mẹ này không? Phải yêu mẹ không? Không. Không phải à? Chú không phải yêu mẹ à? Thế lần sau con đừng cao tính mẹ nha. Mẹ ác quá. Mẹ đục không? Mẹ đục ác phải không? Mẹ đục sao vậy? Bà đánh mẹ. Mẹ bị đau rồi. Con gom này. Con đi lấy cái chậu về đây này giặt quần áo vào đi. Mày con. Mang bảy con cảnh nhớ rồi. Mẹ lúc nào cũng lên đây. Hôm nay cút đi về nhà mẹ đi. Mẹ ở đây làm gì? Tôi không, cháu gặp tôi mà. Thương thì lên đây làm như thế à? Con mày. Mẹ cút đi về đi, cút đi về nhà mẹ đi. Đừng ở đây nữa. Dạ không ấy dạ. Cút đi về đi. Dạ. Dạ mang mày. Cút đi về bà đi. Không có cháu bà coi coi không ăn. Cút đi về. Cút đi về. Thích mày muốn ăn á, mày muốn ăn á. Mang mày cho mày. Tôi xem cháu và tôi mới lên. Để mang mày chành. Nhìn à mà chết to. Mới buồn, muốn thấy ra mày lên kìa. Dạ nó lên cháy ở tay ai. Không, ai con ở đấy. Các em mình biết làm ai đâu. Các em mình biết làm ai. Mới ở trang ba. Ngay ở đó mà ai là tất cả bắt tay rồi. Có hai năm rồi anh ấy. Nhường mà quên. Mỗi ngày lao gì ta là nghĩ nhất gì. Nhà nó mới lên cháy ở trên. Cô lên cháy mỗi ngày lao. Cao dạ. Mỗi ngày lao cao dạ. Chửi. Chửi. Mang bơ. Mang bơ. Mày mới bơ. Chửi. Nhà nó lên cháy bị lao mỗi lần xương cháu bà tôi mới lên. Lên mà bà nhớ như này à hả? Mày ác à? Bà mày ác đấy. Bây giờ còn khóc cái gì? Bà cũng khóc đâu, bà cũng khóc. Bà cũng khóc. Đáng đời mày. Mua. Đáng đời. Ta cũng khóc. Ta thương cháu đấy. Không có cháu thì ta cũng ngồi làm ở tao. Lên cây mới lên mày cắt. Anh nhờ mẹ làm đó. Không nhờ được tôi. Mẹ cút đi về. Tôi không nhìn được tôi làm. Cút đi luôn. Tôi không nhìn được tôi làm. Mới lần lên đây mày. Ác quỷ đánh. Ai bắt bà lên đây? Có ai như mày? Bắt bà lên đây chưa? Có ai như mày à? Cũng bắt theo trời à? Cút đi về nhà đi. Mà chết không? Cút đi. Tôi còn lấy cái này tôi đánh mày à? Được tôi hiền tôi cũng lắm làm mày. Nhà mẹ đi. Ở đây làm gì? Đáng rồi. Đi luôn. Đáng rồi. Không nhờ mẹ làm đâu. Cút đi. Tao không nhờ. Không nhờ mẹ. Mẹ cắt hết. Cút đi. Mẹ cắt hết. Cút đi đi. Cứ mẹ tao. Vùng bão tôi đục nhá. Không nhờ. Chứ tôi còn vã cho mày khóc. Lúc nãy là khóc. Rồi đến mai à như để hào. Người đấy là hào này. Hào. Chào. Làm hào. Ai mà quay à đâu. Bà cút đi nhà bà luôn. Mua hề lắm mày về đi. Đừng có ở đời nữa. Bà cút đi nhà bà đi. Cạo bác mày. Bóp. Bà bấy ấm đó. Cho con phải khổ như thế này. Lấy phải chồng. Đã đi vô đi vịt rồi. Còn đi lấy người khác rồi. Bây giờ mẹ chồng còn lên đây nhéo nữa. Đuổi ra khỏi nhà rồi. Cháu dỗ con là phải khổ như này. Mày đi cặp bồ nhá con này. Cặp bồ. Đến nhau chế. Mà cháu quang mà mày cặp bồ lắm. Cặp bồ lắm cháu quang lắm rồi. Nhưng mà nó lần đọc lủng như bên đó. Nó lần đọc lủng như bên đó bà. Mỗi lần đó mày bọc bé mất cá rồi bà. Bà mẹ ác lắm. Ác cái gì? Bà lúc nào cũng chửi con dâu. Bà ác độc lắm, bà cút đi về nhà bà đi. tối như này vẫn ngày dần vì vạ hành hạ rồi. Ở dưới kia con đã không chịu được rồi, nó bỏ lên đây rồi. Bỏ lên đây vào lại làm như này. Mẹ cảm thấy mẹ ác không? Mẹ thấy mẹ độc đó không? Mà, bắt được rồi, lấy nó mày mày à, bác ạ. Nè, bác luôn đây này, nè. Kệ bà chứ. Bà ra cũng quyết đi nhà bà đi mà ở. Bà thì nó lên đây nữa. Tôi không cháu bà tôi nè. Con không cần mẹ. Không cần thì tôi cần này này. Con với con trai của mẹ đã bỏ nhau rồi. Ác á. Mày ác rồi. Anh mẹ, mày muốn hại. Mày cút đi về đi. Mẹ đi về nhà mẹ đi. Mà mua, không cháu bà tôi. Tôi mới lên đây. Con gái không như thế đâu. Mẹ đuổi con ra khỏi nhà, bây giờ con lên đây ở, mẹ vẫn đuổi lên bám tiếp theo con làm gì. Đuổi lên đây chứ mẹ, tôi thương, đá vào tôi. Mẹ tập bổ, tôi mới đáng mày. Bây giờ con cha tôi bổ mày tao, tôi chướng lắm rồi. Mày hả? Thế mày tập được, cướp đi nhà bà đi. Cướp đi nhà bà, nắm buồn một lần nữa. Mày được nắm buồn một lần nữa. Bà cút đi về đi nhá, con không nhờ bà làm đâu. Mẹ đi về đi, mẹ cút đi về đi nhá, con nhờ đâu. Ai bắt bà làm cơ? Bà cút đi về sao bà không về? Bà vẫn ở đây làm gì? Cút đi về đi. Bà cút đi về luôn đi. Bà không về. Bà vẫn ở đây làm gì? Bà cút đi về luôn. Bà đừng có ở đây giờ còn ở đây. Mày ai đấy lòng loáng lên đấy. Không nhờ. Mày lại nói lòng loáng đấy. Không nhờ bà làm hết. Mày nói chặt đi về. Tao lại bóp bà tức. Không nhờ đâu. Mày. Tao bảo không nhờ là không nhờ đâu. Không nhờ đâu nhá. Tao lại bóp bà tức. Đi về luôn. Mày gấp cút luôn. Sao không chịu về? Mày gục ác kìa. Cút đi. Ác gì? Bà cút đi. Bà bám dai như đĩa đấy. Bám dai con tôi như đĩa luôn. Tân này. Bám dai em. Tân ơi. Mày nó mau. Ý này cô. Bảo về không về. Mau quá vậy lắm này. Đến năm lá mất vậy thôi. Xe bị nóng. Sao? Rồi. Bảo về đi. Về nhà bà đi. Về đi. Bà về đi. Về đi. Về đi. Về đi. Bảo về đi. Con ở đây làm gì? Về! Mày mất mà con mày! Bà ác lắm, con không nhờ bà làm á. Đi đi. Đi về nhà bà đi. Mày này là con bà. Không nhờ đâu. Đi về luôn đi. Đi, con không nhờ. Con chả nhờ cả. Tao mà con khoát. Không nhờ đến mẹ nữa. Tao mà con khoát. Con chả nhờ luôn. Tao mà con khoát. Đi. Cút, bảo cút là cút. Không cút. Các bạn còn ở nữa. Con còn phải đan. Con có nhờ không? Con có nhờ bà đan không? Ừ? Con đan cho cháu rồi. Con không nhờ nhá. Đi mua lạc đi thôi. Đó chính là bao nhiêu ạ? Nha con ơi. Bà mày xinh xinh. Đi vào trong đấy là chồng nó đấy. À, trong đấy á? Vâng. Đi thôi. Đi thôi. Đây này, chồng. Mua được chào rồi nha. Tuấn đây nhá. Con to hơn nữa. Mẹ. Con to hơn nữa. Con to nhá. Con không biết trồng đâu. Để đấy mẹ trồng. Để có hai là để nhớ nữa. Này là mình ta đi nghỉ ngơi về đấy. Dạ. Chồng. Con chưa biết trồng nó tin nó mẹ ấy rồi. Mẹ ấy đất lên cơ. Đất lên cơ. Mẹ. Mẹ ơi. Hình như là cái tính như mẹ ông Tửng à? Mẹ ơi, ra tới rồi. Vâng. Ui, 7 năm bệnh nha. Sắp đến Tết rồi. Con làm gì? Con không biết trồng đâu, để mẹ tự trồng thôi. Con không biết trồng. Anh ơi. Mẹ trồng cho con ăn nhé. Mẹ con đi chơi nhé. Vâng. Chú xin chào hai mẹ con. Chú chào chị nhá. Đây, chú có quà Tết cho đây này. Chú có quà Tết cho hai mẹ con đây này. Đấy. Được mẹ đâu? Đấy, chú trồng cái gì đấy? Nhiều quà cho chị với cún thế. Thì bây giờ năm hết Tết đến rồi thì em có món quà em đến Cho hai mẹ con. Đây chị một tí nhá. Lấy chậu. Chú lấy cả cái này lên cho cún này, cún thích không? Đây, vâng. Đây này. Chị lấy kẹo lên cho cún này. Đây nữa. Mà nhiều quà thế. Còn đây nữa. Mang cho mẹ con chị nhiều hết. Thì năm hết Tết đến rồi, hai mẹ con chị cũng bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà nhiều. Hai mẹ con thì chẳng lấy đâu ra mà đồ ăn Tết cả. Em dỡ xuống thôi nhé. Nhiều quá gì có nhỉ? Đây. Vâng. Đấy, có cả bánh chưng này. Em cho chị nhiều quả đấy. Bánh nhiều quá, nhiều cả các kiểu như này. Cái này cái gì đấy em? Cái này là cái gia vị để ạ. Xin chú nói đi. Vâng. Đấy đi đây. Bánh kẹo nữa nhá. Cắt bánh kẹo làm đâu được. Bánh kẹo như là bánh kẹo ở đây. Thế mấy hôm nay mẹ chồng về rồi chị ở nhà một mình có buồn không? Ừ. Bà đến bà chị hát. Bà về ở thoải mái lắm. Từ hôm bà về xong là mẹ con chị ở cảm giác thoải mái thật thôi. Để chị làm cái này cho một tí nữa em làm cái kia cho chị nhé. Làm cái kia à? Vâng, chị hộ em bóp cái này nhé. Em làm này rồi. Vâng, em trộn đều lên nhé. Từ đây, cuốn mạnh không? Dạ. Hôm nay là đây. Đây này là đợi đấy. Cú đây. Cú yêu mẹ không? Cú yêu mẹ ai? Cú yêu chú. Cú ghét bà nội cú không? Bà nội ác phụ chửi lắm này. Ghét bà nội à? Bà nội lên đây mọi lần có chửi cú không? Cú làm thịt này cú thích không? Đây, cú treo ở đây cho hai mẹ con mà. Cú ăn đi một cháu nha. Vâng, cú ăn đi. Đi ngon thế. Thế lắm rồi. Ngon không? Ngon lắm đấy anh đi. Ngon lắm rồi. Cuốn ở đây nhá, chú đi giật này. Đấy, để cho đúng lửa. Cho chú xin một miếng. cho chuối nhá. Ôi, để xem đấy này chuối nè. Ôi. Ơi. Mình để đấy này tôi cho chuối nhá. Vâng. Mình đi về nhà đây. Hy vọng là sẽ được quả dưa ăn nhỉ. Vừa rồi với bà chồng rồi nhưng mà lạnh quá. Cái này để phân nhỉ. Ê. Đây rồi, mình đi vào đi nha. Ê, tụi này đi ra đấy. Đi về đây chú lì xì cho này, lì xì năm mới này. Về đây. Đi về đây chú lì xì năm mới cho. Xuống đây. Vâng. Đây mẹ để con vậy nhá. Đây. Đây cho con ngồi vậy. Đây chú lì xì cho cún nhá. Cái này cho cún này, 2 tờ. Cún xin nhá. Chúc mừng năm mới nhá. Cháu ơn chú chưa? Và đây là bánh kẹo Tết này. Đấy, cún thích không? Bây giờ năm mới rồi nhà cún nha. Chú ở đây với cháu. Vâng, thế cho chú ở đây với cháu nhé. Nhưng mà mẹ cún cho chú ở đây đâu nhỉ? Chú phải về nhà chú chứ, chú về nhà chú còn làm việc chứ. Chú đi kiếm tiền mai chú lại mua quà về cho con nhé. Lúc nào chú mua cho này. Cảm ơn em nhiều lắm. Cảm ơn em đã quan tâm mẹ con chị nhé. Bây giờ là phải cố gắng nha. Bây giờ hy vọng là bà mẹ chồng chị không nên quấy hiếu, nhớ. Giờ có em bảo vệ chị với con rồi chả rồi. Cầm quà đi. Những lúc chị khó khăn nhất lúc nào em giúp đấy. Ê. Quà cho cháu. Vâng. Cho cháu. Đến đây thôi thì em cũng đi về. Chú đi về rồi con. Không chị đâu. Cứ nơi cho chú thơm một cái. Chú phải mời để đi ra cào hơn. Vâng. Chú lại đi về rồi. Mai mới mở. Nhá mẹ cắt đi cho con nhá. Đấy cú ở đây với mẹ nhá, chú đi về nhá. Nhá. Về lên với con nhá. Không con đi về đâu. Nhá. Nhá. Không đi về đâu. Không chú đi về đâu. Chú phải về ăn cơm rồi. Cho chú đi về đi con này. 1-2 hôm nữa chú lại lên với con nhá. Chú lại lên với con ấy. Nhá. Không đều đâu. Chú phải đây với cháu. Vâng. Thế để chú bé một tí. Chú phải đây với cháu hơn. Vâng. Chú đi về đi. Hôm nào chú lại lên với con nhá. 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 Hôm nào chú lại lên với con nhá. Nhá. Cho chú đi về 1-2 hôm chú lại lên mà. Cho chú đi về nhé. Con thích chú lắm à? Thích chú lắm á. À? Thế ôm chú một cái đi. Về nhá. Cho chú về đi, cho chú về đi. Về đây với mẹ nhá. Hôm nào chú lại lên. Hôm nào chú lại lên nhá. Bye bye nhá. Bye nhá. Hôm nào chú lại lên với con nhá. Bye bye. Nhá. Để hôm nào chú lại lên với con nhá. Em về nhá. Bye. Mẹ con chị cảm ơn đây. Nhá. Vâng. Bye. con thích chú lắm á. Con thích chú lắm à. Ngày mai chú về con nhé. Ngày mai chú lại lên với con nhé. Con thích chú làm cha con không? Thích á. Mẹ dạy chứ. Mẹ quá. Mẹ quá. Ông trời cho con à. Ông mẹ quá chứ con tới gì mẹ đâu ngoài bản. Thôi thì rồi rồi đâu. Mẹ đi đâu ấy? Mẹ đi đâu? Mẹ đi chăn gà chăn vịt. Ơi. Mẹ không có quần áo cho con, quần áo Tết cho con có buồn không? Có. Mẹ xin lỗi con nhé. Mẹ không buồn, không được. Tóc rơi nào cho mẹ hướng dẫn cắt thôi. Mẹ không có tiền mua quần áo cho con, mẹ xin lỗi con nhé. Xong không mặc cái này đi chơi Tết nha. Mặc cái này đi chơi Tết đó. À, mặc cái đẹp ruột này nha. Lúc nào mẹ có tiền mẹ mua quần áo mới cho con đi chơi Tết nhé. À. Con đừng có buồn nhá. Mẹ ơi, chú đâu rồi? Chú đi nhà chú rồi, con nhớ chú á. Có, trẻ quà đấy. Chú hôm qua mua quà về cho con nhé. Nếu mẹ đưa trẻ quà ở đây nhé. Quà gì đâu là có tặng ở chợ mứt ở đấy. Lúc nào mẹ có tiền mẹ mua quần áo mới cho con đi chơi Tết như các bạn nhé. À. Được không? Được. Mẹ tao làm mặt cái này đi. Vâng, con dạy nhá, mẹ còn dọn. Ơi. Mẹ ơi, chị để xem ra cho nó. Mẹ gấp cho con nhé. Mẹ qua đây. Hôm qua chú cho con đi. Mẹ chú lắm à. Mẹ qua đây nữa. Năm nay mẹ không có quần áo mới cho con đi chơi Tết rồi. Mẹ chỉ để con ăn để nhân xong con nhé. Mẹ không có tiền rồi. Mẹ có ngon thế. Mẹ ơi. Mẹ ra con ngon nhé. Cầm như mày làm chăn đấy nhá. Có lạnh không? Mẹ đi mở cửa. Chân nó lạnh nhá, mẹ không có tiền mua Tết đâu, hôm nào mẹ có tiền nhá. Ôi, cái này thấp quá, để mẹ làm cái dài hơn nhá. Cái dài hơn. Đó, đi theo mẹ đó. Đến rồi nhài nữa. Đã phải chú mua cho xinh quá nhỉ. Con nhớ chú á. Chú hôm nào mẹ bảo chú về với con nhé. bán vịt đã nhá. Để đi chăn vịt nhá. Út vào vòng cho mẹ nhá. Ơi. Úi rồi, úi rồi, úi rồi. Cảm giác của em chợ màu vòng này ra đây. Cảm giác để chợ màu vòng ra đây. Cảm giác chợ màu vòng ra đây. Cảm nhiều. Chợ màu đỏ nha. Ui. Ui. Đấy quá rồi. Bà rửa non thì non đông mề, mề rửa non thì non đông bà. Hà là ta chưa nhiều đâu, hà là mơ phủ mau hòa rơi. Thì non đông mề, mề rửa non thì non đông bà. Hà là ta chưa nhiều đâu, hà là mơ phủ mau. Nhớ chú á? Ừ. Nhớ chú lắm rồi á? Ừ. Chú không lên là đâu, hôm qua chú vừa lên mà. Mẹ ơi, chú về rồi. Chú về đây á? Ừ. Đâu? Ở kia nữa à? Thật. Ừ. Thế con đi đón chú đi. À, Cún. Chào Cún nha. Chú lại lên với Cún. Này, Cún đi vào nhà đi. Đi vào nhà đi. Chú lại lên với Cún rồi. Chào chị nhá. Rồi, nhá. Đây. Có ít quà mang lên cho hai mẹ con ngày Tết đây. Nhiều thế. Chú mang quà cho con nhé. Có quà thế. Con đi lên giường đây xem nào. Đây. Chú lấy quà lên cho Cún đây. Lấy đến cho Cún nhiều thế nhỉ. Thích không? Đây này. Chú mua cái đi cho con nhỉ. Tất cho Cún này. Cún đây, Cún đi xem là vừa cho không. Đây này, chúng mua áo đi chơi Tết cho Cún này. Cún đeo đôi nào ấy? Cún đeo lại nào. Đeo màu hồng á. Đây. Mua cả áo cho Cún này. Mua cho Cún nhiều ấy. Đấy, nhiều váy quá. Cả cái này nữa. Vâng, mua cả váy cho Cún. Con mặc bộ nào? Con mặc bộ nào? Con mặc bộ này á? Ừ. Nhiều quá, chú cho con nhiều quá nhỉ. Để con cái này. Để cho chú mặc cho nào. Đây, Cún mặc vào xem nào. Không cần cởi đâu. Mẹ không có tiền mua cho con nhỉ, máy quá chú mua cho con nhỉ. Được nha. Một bên một phép. Em mua cho con nhiều ấy, có quần cún nhiều. Ừ, có mấy bộ quần áo. Đấy. Mẹ ơi. Đây. Cả bộ váy này kìa. Cả bộ váy này thì cho chú mặc cho luôn nhé. bảo chú đeo tất cho thì là chú mua vật tất cho đấy. Cái này nữa xinh quá. Đây đeo tất vào, chú cho tất con. Đâu. Chú đeo tất cho đi. Đeo tất đi, để cho mẹ đeo tất rồi cho thế. Tất màu hồng đẹp thế. Chú mua cho con nhiều quà. Tất màu hồng không? Tất màu hồng không? Mà đây màu vàng thôi. Ui, xinh quá. Con đấu ơi. Đấy. Đây cái túi gì đây? Túi kia. Hôm nay ngày Tết. Cái này chú mua cả túi cho. Hôm nay ngày Tết đây. Đây này em mua cho cuốn đôi giày nữa. Đôi dép ấy. Áo đẹp quá. Con đây đây nè, xem nào. Bánh kẹo đây. Bánh này xinh quá nhỉ. Em mua nhiều thế. Em mua cho cuốn ít quả nữa. Quả thanh long này. Cuốn có thích quả thanh long không? Xoài nữa. Ôi một mình lúc nào mà ăn hết. Ôi bánh tôi hai chừng à. Đấy. Không mẹ ơi, tên thích không? Tên non. Nhiều thế, chú mang lên cho cuốn nhiều á. Con bỏ lên hay cuốn bỏ hết sứa rồi thì em mua cả hướng dương hay cuốn này. Vâng. Nhiều hết. Nhiều thế sao một mình cuốn ăn được hết. Ôi, bánh đu ra nữa nè. Bánh đu ra ngon lắm để ăn không? Nhiều quá nhỉ. Chúng mang lên nhiều quá. Đây, mua cả quả cho cuốn này thích không? Là quả nữa này. Đây này bánh gạo chú có cho này. Bánh nhiều quá. Nó bánh cho ra đi ngon lắm. Bánh cho ra đi nữa. Wow. Bánh cho ra chú mua. Đây có cả táo con thích này. Chú mua cả. Có cả quả dưa này con thích không? Đấy. Không đâu rồi. Tôi hấu rồi. Đây này táo. Đó mà chú mua cả quả dưa hấu cho cuốn nữa mà đây này. Thích không? Thích không? Quá, cả quýt nữa này con ơi. Chú ngon lắm mẹ ơi. Đấy, thích không? Hôm nào chú mua kẹo cho cuốn ăn vẫn còn đấy, cuốn không ăn kẹo à? Vẫn còn mấy cái này, ăn hết nhá. Con cảm ơn chú cho, khoanh tay vào cảm ơn chú nhá. Khoanh tay vào như này, khoanh tay. Đây, đi thử đôi giày này xem là có vừa cho cuốn đi thử đôi giày này xem là vừa không? Chân bên này. Đi cái này trước. Đấy. Qua. Wow. Đấy. Xinh thế, con mẹ ai mà xinh thế. Con xin chú chưa? Con xin chú nói to cho mẹ chứ. Đấy. Từ nha. Con ăn đi. Có bánh nhanh nữa. Cái phá đi mất rồi. Ấy chú. Xinh thế. Xinh chú à. Nhiều quà quá nhỉ. Mẹ cắt quà vào trong này cho con nhé. Được không? Chị cắt cái quà này vào trong cho cháu. Đấy bánh sô-la con bóc rồi. Bánh sô-la con bóc rồi. Nhiều quá. Em mua nhiều quá. Mua cả quà nữa. Đây này. Cô thích quả này không? Ừ. Quả dưa ấy. Yeah. Đây cái quả này để vào đây cho cuốn này. Cô ăn quả quýt không? Không à? Để cái quả này. Nhiều quá. Đây này quả đây. Kẹo này. To quá, cái chú không biết sai đấy. Chú không biết con đặt sai gì đấy. Cái bánh này to. Con nào mẹ để xem nào. Vừa nào. Vừa. Vừa nào. Đấy vừa mà, vừa xinh lắm nha. Còn đôi dép này xinh không? Đấy, chú cho một đôi dép kia nữa kìa. Đấy. Anh thấy đôi giày này thôi. Vâng, cái đôi giày này đẹp nhỉ. Thật nhiều quá nhỉ. Đấy, múa thế nào. Đi đôi giày này đẹp không? Vâng. Con múa cho chú xem nào. Đi đôi giày đẹp thế. Giày to. To à? Ừ. Mẹ cất váy vào đây nhá. Nhé, cất cái váy mới này vào. Còn đôi dép này nữa. Đôi dép đấy đi với đôi này nhá. Không gọi chúng mua cho đôi này, bây giờ lại đi với đôi này nữa nhá. Nhiều quá nhá. Vâng. Để ở đây nhá. Để dép ở dưới này cho cuốn nhá. Vâng vâng. Ừ. Xinh ấy. Xinh quá. Thích không? Giày mới mày bảo, không có tiền mua váy mới cho con đi chơi Tết con buồn rồi ấy nhỉ. Bây giờ có đồ đi chơi Tết rồi nhỉ. Thích không? Không được xuống đất nhá. Giày con bẩn đấy nhỉ chưa? Đâu, đeo đôi dép của chú mua cho kia xem có vừa không? Không không. Đấy, đôi này đây, thử đôi này xem có vừa không? Chú mua cho cả đôi này này, xem vừa nhỉ. Em lại mua size 27 luôn rồi. Vâng. Ui, vừa mới vừa quá. Luôn nhỉ. Bỏ giày ra thôi nhỉ. Đi dép thôi nhỉ. Đấy, dép màu hồng với tất màu hồng đấy. Xinh quá. Mày để giày đây nhá. Đây, đi lên đây thế nào. Chú ơi, con ở đây với chú mẹ nấu cơm này nhá. Chú ơi, ăn bánh. Vâng, chú xin nhé. Mẹ ơi, uống nước. Hôm nay cuốn cái nhạc để em suốt. Em chẳng được mua quà gì cho chị rồi. Ôi, chị không cần. Mà chú lấy nước cho con uống nha, mẹ đi. Đây, được không á? Uống nước nha. Con ăn bánh này đi. À. Ngon không? Bánh này ngon không? Ngon nhỉ? Đây, mua nhiều lắm đây này. Ừ. Vâng. Vâng. Thế phải ăn hết cái này đi nhá. À, ăn nào. À, cắn miếng to vào mới hết được chứ. Ngon không? Ừ. Mẹ ơi. Ơi, để cái này lên. Nào, tôi lấy cái bón. Ngon không? Ngon quá nhỉ. Ngon không? Thế nào cuốn nhà chú không? Thế mẹ cuốn cho nhà chú không? Nhớ. Ơi. Chú. Ơi. Chú làm cái gì vậy? Chú mua cho nhiều quà, chú thích không? Chú lên đây phải cạo. Vâng. Lên đây đi. Chú ơi. Để chú ra đây tắt quả chú ơi. Em không đổi được đâu. Chú. Để chú mua giày cho cuốn thích không? Đi đẹp không? Với đôi dép này này. Con có thích không? Có. Chú ơi. Ơi. Dạ. Vâng, để chú mặc giày cho cháu nhé. Để chú mặc giày cho cháu nhé. Nào, ngồi em đây, chú bé. Cháu để mua đây ấy. Vâng, để chú mặc giày cho cháu nhé. Mẹ ơi. Mẹ đang nấu cơm. Cháu, chú đi nấu cơm cho mẹ. Bảo chú ở lại với mẹ con mình ăn cơm đi con ơi. Chú ơi, cháu cháu ăn cơm nhé. Vâng, chú ở lại với cháu ăn cơm nhé. Cháu ăn cơm nhé. Ở đây với cháu ngủ. Vâng. Hôm nay cháu buồn, chú không có chú ấy. Đời này to quá, chú xinh không? Đời này to quá, chú nương mặt đường. Chú không biết sai gì, mua hơi to một tí rồi, phải bé một tí nữa nhờ. Hơi to bánh rồi mặt đường ấy, chân cũng bé. Vâng. Đời này to quá. Gạo kẹo này hôm trước chú tặng cũng chưa ăn hết à? Còn nhiều quá nhỉ? Còn có chảo đâu liền lên nhé. Vâng. Vợ cho mai bóc mà. Vâng. Rồi tặng cho nuôi tiếng nào không được hộp nữa. Mẹ chịu ra đấy. Cũng thích không? Có. Đây, có bánh choco pie nữa này. Ra này cuốn mua hết được. Vâng, thì cuốn ăn đi. Ừ, nó có giỏ bánh lên nữa. Ừ. Con mình nấu cơm với chú ăn này. Con rồi. Con mình miếng đấy nữa đâu rồi. Miếng đấy nữa này. Với chó ở bánh đi lại nữa. Ăn chú ăn đi. Từ thôi á. Ôi con cú. Chú bốc lại đờn lên nhá. Cháu không mặt đâu. Chú không mặt đâu. Thế bỏ bờn ra trước nhá. Chú ơi, ăn bánh em cũng đâu. Và cái bánh này chú mua cuốn. Cuốn ở đây là chú đi hộ mẹ nấu cơm nhá. Nhá. Cuốn ăn kẹo đợi mẹ nhá. Vâng chứ. Cái bầm của con đâu? Thịt này khô rồi kìa. Ơi chú ơi. Nghe bị dính ở đây rồi. Đói từ sáng nay đói. Thịt hôm qua làm khô hết rồi. Chú ơi. Mấy cái thịt kia xuống làm. Thịt này á? Cái này thơm lắm rồi kìa. Con thích rồi. Ơ, con cởi váy ra rồi á. Mẹ phải treo cái nào ở đây nè. Mẹ đi. Thế nào con không cởi váy xinh xinh? Không mặc đâu. Người đi chơi nó không có ai mặc thì nó bỏ đâu. Gì đâu, không biết gì đâu. Mẹ đã dùng mình để quen này nhá. Vâng. Mình bật đi chợ. Bây giờ mình chợ ăn. Còn mình chợ ăn. Mình lấy thịt kẹo này. Kẹo. Mẹ ơi. Mẹ chỉ muốn kẹo tao rồi. Vâng. Chú đang làm thịt khô đây này. Chú đang làm thịt khô đây nè. Khô nó rơi rồi. Khô nó bẩn hết rồi. Chú ơi. Ê. Đánh cái khô đi. Vâng. Khô nó không chỉ nè. Nó làm xong ấy. Khô nó rơi rồi. Ui khô. Ui khô. Trong mà nó không lắc được. Ui. mặc váy xinh của chú cho. Con để đi chơi á. Để đi chơi Tết á. Để đi chơi Tết á. Không à, không có Tết để đi chơi rồi. Chú này, về đây chú bé này. Người kia, về đây chú bé. Là chú mua cho xinh quá. Chú mua xinh quá. Ừ. Thích không? Thích không? Vâng. Cháu đi đâu? Cháu đi chơi. Đi chơi đi. Đấy. Cháu lên đây để chú nhá. Vâng. Wow. Vâng, cũng ngồi đây với chú nhá. Ăn tô la đấy. Ngon không? Cuốn ăn đi. Chú mua lên cho cuốn mà cuốn ăn đi. Ê. Mẹ ơi, có đói không? Có. Mẹ ăn tô la đi nhá. Mẹ ăn tô la đây. Tô la ngon, có bánh trứng không? Dạ. Ai mua cho con? Chú. Chú mua cho con. Từ nay mẹ ăn sữa ăn nhá. Đấy, cháu vừa. Chú ơi. Ê. Chú ăn gì không? Chú ăn đi. Kìa, để cháu ấy chú múc nhá. Vâng. Kìa, để cháu chứ. Kìa, không. Kìa, cháu ấy. Thích không? Đó, kìa cháu đâu rồi? Cho cháu mất một cái rồi chú ơi. Vâng. Chú để cả để cho cháu đi nhá. Đi để chú lấy cho nhá. À, chú đi rửa cho cháu nhá. Vâng. Tết năm nay có chú, con có vui không? Cháu không hay cắt Tết gì mẹ. Đi chơi Tết với con Thản Anh nhá. Vâng. Thế bảo chú có đi chơi Tết với con không? Chú ơi. Ê. Có đi chơi Tết không? Có. Cuốn cho chú đi theo không? Chú đi theo ở hơ. Thế Cún hỏi mẹ em nào có muốn chú đi theo Cún không? Mẹ ơi, con chú đi theo với cháu không? Để mẹ bảo con đi u nối. Thật không? Thật. Hôm nay là năm mới rồi đấy. Ôi mẹ ơi, chị mới xong đây rồi. Cái miếng này bẩn rồi để tí nữa lấy đi cho em chó nhá. Nhá. Thì có mang đi con nhá. Vâng. Lấy đi cho em chó nhá. Trời đông rồi, còn là ngó chào. Ngon quá mẹ ơi. Mẹ làm ngon quá. Mẹ làm ngon quá. Mẹ ăn. Con ăn bánh đi. Thích không? Vui quá nhỉ. Chắc chạo thôi. Ê. Vâng. Chị nấu cái này nhé. Chờ đây. Ê. Từ bên giường. Để tôi mở bỏ dép ra. Ôi giời. Ôi. Váy cuốn cởi để đây để chú gấp váy vào cho nhé. Ê. Có cái gì? Không, cái đấy hết rồi. Đấy hết rồi. Chúng mua cả tất đây lên này, thấy không? Vui á? Vui cuốn con đi ra vui đâu? Bảo mẹ mua con mẹ. À, mua khác cho mẹ. Lúc nào chúng mình mua cái đuôi mới các chú nhé. Vâng. Để chú gấp cái này vào cho cún nha. Vâng, chú mua cả kẹo ngô cho cún đấy, cún thích không? Để chú gấp cái váy này vào cho cún đây nhá. Lấy cái bộ váy ở bên trong ra cho chú, đựng vào với cái túi váy kia kìa con. Cún lấy cái túi váy kia về đây cho chú. Vâng. Không đổ ở đâu. Cái này gấp sẵn ở đây rồi, bây giờ gấp cái này vào thôi. Thích váy này không? Cũng là mặc đi chơi Tết nhá, chú nhớ mặc đi chơi Tết nhá. Vâng, để chú xin. Để đấy tí chú ăn. Này, chú này cầm cái này đi vào để kia. Để cho chú nhá. Cún lớn rồi, cún biết làm việc rồi. Cả cái bờm này nữa cún ạ. Đấy. Bánh kẹo này để vào đây để mẹ chuẩn bị bày cơm, ăn cơm đấy nhỉ cún nhỉ? Cún đói chưa? Cún đói chưa? Cả cái túi này nữa này, túi tí xinh này. Để vào đây cho cún nhá. Rồi. Vâng. Rồi. Đấy, mẹ làm cơm về đây rồi này. Ăn đi. Chú đi chị hộ mẹ lấy bát đây nhé. Lấy rửa cơm em ơi. Lấy búa này. Ăn đây, ăn cơm đi cún ơi. Có măng nhồi mà. Năm mới có chú về ăn cơm cùng con vui rồi nhỉ. Thơm không? Mời con khoanh tay vào mời chú ăn cơm chưa? Mời chú ăn cơm. Vâng, chú mời cháu ăn cơm mời nhá. Mời mẹ nữa chứ. Khoanh tay mời mẹ đi. Mời mẹ. Con mời mẹ ăn cơm. Mời mẹ ăn cơm. Vâng. Con giỏi quá. Chị nấu cơm thơm thế. Người thấy mùi cơm là đói thế. Cơm em. À, cún ngồi trên đây một tí cho mẹ ngồi với. Em ăn mời chị cân nhé. Rồi nhỉ. Đang em chị cân. Nha để miếng tiền cho con. Con chân chị này đâu. Được. Vâng, để chú xin nhé. Ngon quá nhỉ. Ngon không? Ngon, ngon. Đừng ngon lắm. Ăn đi, chúng con ăn. Ngon. Mẹ cũng nấu ngon thế. Không nấu ấy. Không nấu tỏi chả trong cháy thôi. Vâng, chị lấy nước mắm không? Nước mắm ngon chút chấm ra rồi mẹ mua cho cháu ấy. Này chị nấu đồ ăn ngon quá. Em ước gì cũng có người để nấu đồ ăn mỗi ngày. Nên cho cháu để cho chú ấy. Vâng. Hay là mẹ vậy à? Ngon không? Ngon quá. sườn đi nhá. Có Tết mới thấy không? Tết mới, giày mới, cái gì cũng mới, bánh mới, sướng quá. Không con, chị nấu món canh này ngon quá. Mẹ ơi. Thịt sâu. Là cũng may là ngày Tết nhất này mình bà mẹ chồng độc ác của em không nên yếu em. À, chắc là hôm nọ đuổi xong rồi bà đi về luôn. Hy vọng rồi. Mẹ chồng mình cháu đi, muốn đi về. Thế á? Ừ. Bà cuốn nữa à? Ừ. Cũng đuổi đi về mới ác hơn. Thế á? Ừ. Cũng giỏi nữa. Em ăn cơm đi. Thôi em no rồi. Con không ăn chưa ta? Con ăn đi. Mẹ với chú bốn cơm cho con nhá. Con không ăn đâu, no rồi. Ê, con không ăn chú canh ăn bây giờ. Ăn đấy. Ngoan ăn cơm mà mình căng cái bụng này lên mới lớn lên được, mới bảo vệ mẹ được nhá. Đấy chưa? Đây, bây giờ con ăn thịt hay chú ăn? Chú ăn. À đây này, chú chuẩn bị chú ăn nhá. Còn cơm mà mồm nhiều quá nha, xuống nha. Con có ăn không? Con ăn này giòn nhá. Ừ. Con không ăn thật á? Ô mẹ ơi, phải ra chú ơi. À. Đấy là rồi. Mình nhá. Quá quá rồi không được. Ơi. Chú muốn đi xe đạp á? À. Để chú uống nước ra mới đi xe đạp được nghe chưa? Tí nữa mẹ mặc váy xinh cho nữa, con có muốn mặc váy xinh không? Có đó. Ngồi về đây với chú đi con. Về đây chú bé không? Cháu tập phụ đụng đấy. Cháu tập phụ đụng. Thế về ngồi lên chú đi tập thể dục không? Uống nước đi. Vâng, chị uống nước. Nó mày thay váy xinh cho con đi. Đi với chú tập nhá. Đi không? Đây, về đây. Đi tập xe đạp không? Thì mặc bộ này nha. Wow, váy xinh xinh thế. Mà là bộ đồ nhỏ nữa. Con hơn con một cái quần ở trong nữa. Đây, còn cái quần này. Quần xinh thế. Không làm bẩn đâu. Tôi nhớ bẩn luôn. Ừ. Tôi không bẩn nha. Để với chú thay cho nhá. Đây. Bắt đầu. Về đây, đứng lại về đây nào. Đeo giày hay đeo dép đây? Không mặc như này đâu. Đeo dép. Đây, con gái xinh của ai đây? Xóa xem nào. Đeo dép thôi. Mặc bộ này xong đi tập xe nhá. Vậy đi. Mặc vừa. Mấy tuổi chú rồi mua phải chọn giá cho cháu. Cháu không vừa. Vừa quá nhỉ. Vừa quá. Chú mua vừa thật đấy. Đây, xỏ cái tay này vào. Con thích không? Con thích chú không? Thích chú á? Chú ơi. Không cần cúp đâu. Cần cúp vào nó mới xinh đây này. Cúp chứ. Đây này. Cần cúp cái này một cúp vào đây chứ. Cúp vào đâu. Cái này là túi lì xì. Chú bé vào. Bé thì cháu đi xe đạp. Vâng. Đây mẹ cúp áo xong mày cho đi xe đạp. Cúp rồi. Hai cái mà. Trời ơi, con gái ai mà xinh thế. Xinh quá nhỉ. Có đi tập xe không? Thì chú cháu mình đi tập xe nhá, con nhá. Nhá. Đi tập xe đạp thôi. Không mặc đâu. Con đi dép à? Để chú bé ở đây lấy dép đi nhá. Đây mẹ lấy xe ra cho. Đi đôi dép màu vàng của chú mua à? Hay là đi đôi mới? Lại qua mẹ cũng khoác áo phao vào đôi mới nhá. Rồi. À, váy xuống xem nào, đi xe đạp kìa gì. Rồi. Đi. Mẹ làm cái sân nhau rồi. Mẹ cuốn làm cho cuốn là cái sân này. Vâng. Nào, chân để lên đâu, để lên đây này. Đấy. Nào, đạp đi vâng. Cuốn đi đi. Xinh quá nhỉ. Xinh không? Con gái ai mà xinh thế. Con gái ai mà xinh thế. Ai dư, lòng á, đau quá. Qua bên đây, qua đây, qua đây, đau quá. chứ ông Cún. Về đây này, về đây này. Để chú chơi với Cún một lúc nữa, chú phải đi về rồi. Không, chú phải đi về thôi. Trời ơi, con gái của anh là xinh thế. Xinh gãi như trên đầu á. Đầu á. Đầu á. Đấy, thằng Cún một cái. Trời đóng chứ mà chị gọi gì? Gì? Chú chơi với Cún một lúc nữa là chú phải về rồi. Không, chú hãy cho mình nhiều vào. Thích không? Nào lại đi cho mẹ kia nhá. Điều gọi chơi một lúc nữa ta chủ về nhá. Chú về nhà chú. Em phải về rồi. Chơi với Cún một lúc nữa em đi về. Chú ơi, đẩy cháu. Vâng, để chú đẩy cháu. Thích không? Thích không? Em... Trời đừng đâm mẹ nhé. Ây dồi ôi, đau quá. Đau quá. Đâm chúng mẹ Cún rồi. Dạ. Đi, đi nha. Đi nha. Chú đi theo với. Đi. Trời ơi, con gái anh này xinh quá đi. Nào, đi ra đây. Xinh quá đi. Đuổi theo mẹ đi, đuổi mẹ đi. Đuổi đi, đuổi đi. Kia, kia, kia. Chạy theo đuổi mẹ ra. Đi, đi, đi. Đi. Cho chú về nha. Cho chú đi về nhá. Cho chú về không? Nhá. Cún để chú đi về nhà chú nhá. Cho mẹ cháu đẩy cháu nhá. Thế là đi về nhá. Đi về hôm nay là con Cún. Đi về. Đi về nhé. Bye chú. Bye Cún nhá. Bye. Hôm nào chú lên với con bảo đi. Hôm nào chú lên với con nhá. Vâng, chú thơm một cái chú về đấy. Bye chú chưa? Bye. Với tay nào với tay chú. Ơi. Bye. Vâng. Anh về nhé. Để ngon đi. Cảm ơn chú nhá. Bye. Con cảm ơn chú chưa?